Các bạn ơi, mời các bạn bữa nay ăn trứng vịt lộn nha. Mọi lần thì mình toàn là ăn gà lộn thôi các bạn, trứng vịt lộn thì mình thấy không có nhiều các bạn. Ớt của mình bữa nay rất là đặc luôn. Các bạn nha. Cái gì mà khô rang vậy trời? Cũng có nước chứ không phải là khô nha. Nó không có nhiều. Trứng của nó rất là bùi luôn. Nhiều nước lắm nè. Mềm bùi, nó không có kiểu như là cứng giống như là mình ăn hộp gà lộn. Wow, cũng quá trời nước luôn. Hôm nay mua được trứng gà lộn ngon, trứng vịt lộn chứ. Trời ơi, cái chuồng của mua chị nó đang à gãy cổ của nó.
trà nước luôn các bạn ạ. Mùa được ngon các bạn nha, hiếm lắm luôn. Nhất là bên Mỹ các bạn ơi, chỗ ba mẹ của mình ở ăn cái này mình thấy nhớ mấy đứa em bên đó mà, với lại ba mẹ thật sự luôn. Mua gà luộc hoặc là vịt luộc dở như gì luôn, nó già. Không có miếng nước giống vậy đâu. Bên này là ngon luôn nè. Bởi vì ở nước ngoài các bạn ơi, cũng tùy theo cái khu mình ở. Chỗ ba mẹ mình ở thành phố nhỏ nên thành ra là đồ ăn không có nhiều. Còn mình là thành phố, tính ra là thành phố lớn, nhưng là cái khu của mình ở là cái khu của người Việt. Rất là nhiều chợ Việt Nam, nhà hàng Việt Nam. Quá đã. Bye bye.